2019, tròn 50 năm, hơn 100 người con của Thuận Thành bỏ lại quê hương, người thân, lên đường vào miền Nam tham gia đánh Mỹ, thực hiện lời dạy của Bác, đánh cho Mỹ cút, đánh cho người Nhào. Kỷ niệm 50 năm ngày chúng tôi nhập ngũ và cũng có đồng đội đã hy sinh, đến có vòng hoa tươi, nén nhang thơm, kính viếng hương hồn các anh hùng liệt sĩ. Chúc các đồng chí yên giấc ngàn thu, phù hộ cho quê hương, cho đất nước ngày càng mạnh giàu, tiến lên sánh bằng các nước trên thế giới. Để tưởng nhớ các đồng chí, tôi xin đề nghị tất cả hội để một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Trân trọng cảm ơn.
Kính thưa các vị khách quý, các vị đại biểu, thưa các bác thân mến, 50 năm một chặng đường trải qua bao nhiêu gian khổ, những mái tóc ngày nào còn xanh giờ đã bạc, đã hoa sương. Nhớ những ngày tuổi còn trẻ khoác áo xanh màu áo lính đi đuổi quân xâm lược khắp các chiến trường. Ngày nay đất nước hòa bình vang lời ca, người còn người mất, nhưng thắm tình đồng đội nắng chan hòa. Và hôm nay sự hội tụ có mặt đầy đủ của tất cả các vị khách quý, đại biểu, các bác, các cô chú, quý vị thân mến, chương trình văn nghệ hôm nay với phần biểu diễn của đội văn nghệ chùa Phúc Khánh, thôn Tam Á, xã Gia Đông là lời chúc mừng tốt đẹp, lời cảm ơn sâu sắc, chúc mừng sức khỏe, hạnh phúc tới tất cả các bác, các vị đại biểu, khách quý. Sau đây để mở đầu chương trình, kính mời các quý vị, các bác, cô chú đón nghe một sáng tác của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu, bài hát được mang tên Cuộc đời vẫn đẹp sao, sẽ mở đầu phần văn nghệ hôm nay do tốc nữ biểu diễn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
qua trước mẹ mưa buồn, từng hà phù sa qua lửa đời.
6. Hôm nay Hội đồng ngũ Vận Thành tổ chức kỷ niệm 50 năm nghề nhập ngũ. Được đội văn nghệ của thôn Tam Á, mặc dù từ trong đó ra đây cũng tương đối xa, trời lại nóng bức, nhưng mà chị em, anh em trong đoàn đã rất nhiệt tình, mang lời ca tiếng hát, đặc biệt những bài hát đặc chất của bộ đội Cụ Hồ, cổ vũ anh em chúng tôi. Ngoài ra, được đồng đội của đại đội Tiên Sơn, được ủy viên là thân nhân của liệt sĩ cũng vô vui, cũng mang toàn tính của đời lính cả. Thay mặt cho ban tổ chức, chúng tôi xin chân thành cảm ơn đội văn nghệ của thôn Nam Á và cảm ơn các vị đại biểu đã tham dự văn nghệ. Trước khi vào làm việc chính thức, rất vinh dự cho hội đồng ngũ của huyện Vạn Thành được các đồng chí trong ban liên lạc của tiểu đoàn 459 Bắc Linh, của các đại đội ban và các vị đại biểu huyện xã đã về dự, cũng có một cái kỷ niệm với anh em chúng tôi. Trước khi làm việc vào chính thức, tôi xin thay mặt cho ban tổ chức xin trân trọng kính mời đồng chí Sơn, trưởng ban liên lạc của tiểu đoàn 459 tỉnh Bắc Ninh, lên tặng hoa buổi kỷ niệm. Xin mời đồng chí Lai, trưởng ban liên lạc. Kính thưa toàn thể các vị đại biểu, hôm nay Hội đồng ngũ huyện Vạn Thành tổ chức kỷ niệm 50 năm ngày nhập ngũ. Trước khi đi vào kỷ niệm, ban tổ chức xin kính mời toàn thể đại biểu đứng dậy để làm lễ chào cờ. Đoàn quân Việt Nam đi chung lòng cờ. Trên 100 thanh niên của huyện Vạn Thành nghe theo tiếng gọi của Bác Hồ, của Đảng, rời ghế nhà trường, ruộng đồng, người thân lên đường cầm súng tham gia đánh cho Mỹ quốc, đánh cho người nhào, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Được sự đồng ý của Đảng ủy, Ủy ban nhân xã Thương Liễu, của các đồng chí cấp ủy chính quyền thôn Ngọc Tỉnh, tạo điều kiện cho Hội đồng ngũ huyện Vạn Thành tổ chức kỷ niệm tại nhà lưu niệm Bác Hồ. Nơi đây, ngày 16 tháng 10 năm 1958, Bác Hồ đã dừng chân thăm, nói chuyện với nhân dân và dân
công, bác khuyên mọi người tích cực đào mương trong hoạt, không trông chờ vĩ đại thiên nhiên. Ban liên lạc Hội đồng ngũ huyện Hoàn Thành quyết định chọn địa điểm để tổ chức kỷ niệm 50 năm ngày nhập ngũ của C3D459E568 quân khu Tả Ngạn tại nhà Lưu Niệm Bác Hồ, thôn Ngọc Đỉnh, xã Sông Liễu. Đó là lý do của hội nghị hôm nay. Về sự kỷ niệm với Hội đồng ngũ huyện Hoàn Thành, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu ban liên lạc tiểu đoàn 459 tỉnh Bắc Ninh có đồng chí Sơn trưởng ban, đồng chí Thảo phó ban, xin đề nghị toàn thể chia đẹp hoan nghênh. Lãnh đạo Sông Liễu có đồng chí Vinh thay mặt cho cấp ủy và hội cựu chiến binh huyện xã Sông Liễu cũng đã bày diện, xin đề nghị nhiệt liệt hoan nghênh. Cấp ủy chính quyền thôn Ngọc Kính, đồng chí Quý thay mặt cho cấp ủy và chính quyền đã về dự, xin đề nghị nhiệt liệt hoan nghênh. Các đại đội bạn, đại đội Tiên Sơn có đồng chí Tân trưởng ban và đồng chí Sáu bất chút thời gian cũng đã về dự, xin đề nghị nhiệt liệt hoan nghênh. Đại đội Quy Võ là có đồng chí Đỗ cũng bất chút về dự với đại đội Hoàn Thành, xin đề nghị nhiệt liệt hoan nghênh. Đại diện kho cho thân nhân liệt sĩ của đại đội Ba Thuận Thành, chúng tôi cũng mời một số, vì hiện nay mới có ông Việt và ông Ngự là đại diện thân nhân liệt sĩ của đại đội ba chúng ta cũng đã về dự, xin đề nghị nhiệt liệt hoan nghênh các gia đình. Và trên 30 hội viên của C3 còn lại cũng đã về dự, xin đề nghị nhiệt liệt hoan nghênh. Đến giờ đã vào chương trình, tôi xin trân trọng kính mời đồng chí Nai, trưởng ban liên lạc của huyện Thuận Thành lên báo cáo. Tiếp theo chương trình, tôi xin đọc những kỷ niệm của Hội đồng ngũ tháng 7 năm 69 Thuận Thành nhân kỷ niệm 50 năm ngày nhập ngũ và thành lập đại đội 3C459E568. Lễ kỷ niệm 50 năm ngày nhập ngũ Hội đồng ngũ tháng 7 năm 1969 huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Kính thưa các đồng chí, ngày này cách đây 50 năm về trước, trong khí thế sục sôi, quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược theo tiếng gọi của Đảng và Bác Hồ, lớp lớp thanh niên Việt Nam tạm biệt mái trường thân yêu, tạm biệt quê hương, gia đình, hăng hái lên đường tổng quân giết giặc. Trong đó có thanh niên Hà Bắc nói chung và thanh niên Thuận Thành nói riêng. Ngày 19 tháng 7 năm 1969 là ngày đánh dấu cho 127 thanh niên Thuận Thành đã trở thành chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam. Ngày 22 tháng 7, cấp trên quyết định thành lập đại đội 3 gồm toàn bộ thanh niên của Thuận Thành và một tiểu đội ở Gia Lương, thuộc tiểu đoàn 459 trung đoàn 568 quân khu Tả Ngạn. Sau một thời gian huấn luyện, những nhiệm vụ cơ bản của người lính như bắn súng, ném lựu đạn, đánh bộc phá, đánh xe tăng, rồi hành quân ra ngoài đường xa, mang vác lặt, trèo đèo lội suối, ngủ rừng, nắng gió, thao trường đã làm cho anh em không còn vẻ ngây thơ của các cậu học trò ngày nào mà đã là hết bộ đội, dẫn giỏi trực trạng đáng yêu. Ngày 19 tháng 2 năm 1970, đơn vị nhận lệnh từ viện quân trường Việt Nam, cả đơn vị tạm biệt quê hương, gia đình, hành quân về phía Nam. Những ngày đầu hành quân, đơn vị được hành quân bằng xe cơ giới cho đến làng Hoa trong chợ hơn đất của mình. Và từ đây cùng hành quân bộ bắt đầu. Ngày đặt này, chứ ngày đi đơn vị đồng đã hơn 3 tháng trời, bước chân của đơn vị qua cả đất Lào, cường Trường Sơn, rừng Trường Sơn, rừng Khe Bộ Đội, rừng Châu Quân Thù, cường Trường Sơn, rừng Trường Sơn, vang mãi bài ca bất hủ, núi cao vẫn thấy mùa trăng ngàn mở, như lúc Nguyễn Chí Thanh, lúc Bà Đình là những thủ thành trên đập đường hành quân. Thưa các đồng chí, một dấu ấn quan trọng là một dấu ấn và đến bây giờ nhiều người trong chúng ta chưa quên, đó là dập đường hành quân dân hết cả lương thực, dù một hạt gạo cũng không có.
anh em phải tự sống, tự kiếm sống bằng rau tàu bay, cây ngôn dốc, củ đót, thậm chí ăn cả củ lâu, cây bóng ngựa để sống qua ngày. Cái đói ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của anh em, bệnh tật lại xuất hiện, có những đồng đội đã chết, sốt rét trên dọc đường. Thỉnh thường hành quân, anh em đã trong đơn vị đã cảm nhận được những sự ác liệt của chiến tranh. Dọc đường đơn vị đã bị đánh, đánh chặn nhiều lần nên không thể đến Phú Yên được. Cấp trên đã điều đại đội 1, đại đội 2 bổ sung cho sư đoàn 2, đại đội 3, đại đội 4 bổ sung cho sư đoàn 3 sao vàng đang đóng quân tại Bình Định. Một số các đồng chí khác được về quân khu, các đơn vị trực thuộc của quân khu. Kính thưa các đồng chí, sư đoàn 3 sao vàng là sư đoàn bộ binh chủ lực của quân khu 5, được thành lập ngày 2 tháng 9 năm 1965 tại dốc Bà Bơi, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định. Sư đoàn mới thành lập gồm 3 trung đoàn và một số tiểu đoàn trực thuộc. Nhiệm vụ của sư đoàn là cùng với quân và dân Bình Định diệt ác phá kèm, tổ chức đánh các trận đánh lớn, cắt đường vận chuyển từ đồng bằng lên Tây Nguyên của địch, chốt giữ và bảo vệ hành lang an toàn của quân khu ở phía tây của quân khu, hỗ trợ và cùng với các địa phương đánh địch, phá ấp chiến lược của địch. Sư đoàn đối đầu với sư đoàn mãnh hổ của Hàn Quốc và sư đoàn chủ lực 22 huyện cùng nhiều đơn vị hiếu chiến khác. Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, sư đoàn 3 sao vàng được phối hợp với quân đoàn 2 đánh cánh đông Sài Gòn và giải phóng Bà Rịa Vũng Tàu, giải phóng tù nhân Côn Đảo. Sư đoàn đã bắt sống tên trung tướng Nguyễn Huy Nghi và chuẩn tướng Phạm Ngọc Sang cùng toàn bộ cơ quan tham mưu chỉ huy của địch ở Lĩnh Thuận. Sư đoàn 3 sao vàng đã được nhà nước phong tặng đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong thời kỳ chống Mỹ. Về với sư đoàn, anh em được điều về chiến đấu tại tiểu đoàn 4, tiểu đoàn 5, tiểu đoàn 6 của trung đoàn 12 đang hứng chân ở Nam Bình Định. Kính thưa các đồng chí, chiến tranh là ác liệt, chiến tranh là tàn khốc, chiến tranh là một mất một còn. Nhiều trận đánh không cân sức giữa ta và địch, có những trận đánh quân ta chỉ một đại đội, thậm chí một trung đội cũng đánh lui một tiểu đoàn địch, một trung đoàn địch. Địch dùng B-52 pháo biển kết hợp với xe tăng, bộ binh tấn công ta có những chốt địch dùng bom pháo cày đi xuôi lại, mặt đồi không còn là đất mà đã trở thành bùn. Nhiều anh em vẫn ngoan cường chiến đấu bảo vệ chốt, nhiều tấm gương chiến đấu dũng cảm như đồng chí Đặng Thành Kính ở đại đội 4, hai lần một mình bắt sống xe tăng, đồng chí đứt ba khúc ruột nhưng vẫn kiên trì bám trụ chốt, hai đồng chí Nguyễn Ngọc Thiều, trung đội trưởng trung đội đại đội 3 đánh phủ Mỹ năm 1972, đồng chí bị thương ở bụng, biết mình không còn sống, không thể chiếm được mục tiêu, đã ra lệnh cho anh em rút về phía sau, còn mình đè lên hai quả lựu đạn để cho địch bắt. Sau khi địch bắt, kéo tay đồng chí lựu đạn lổ, đồng chí đã anh dũng hy sinh. Hai quả lựu đạn đã tiêu diệt một đại tiểu đội của địch. Có những đồng chí trước mắt, trước lúc lắp bắt còn nói lại với anh em rằng nếu các anh còn sống về nhà nhớ đến thăm thầy mẹ của chúng em nhé. Nhiều đồng chí chiến đấu rất dũng cảm, được nhà nước, được cấp trên tặng thưởng quân huy chương dũng sĩ các loại. Nhiều đồng chí đã trở thành cán bộ trung đội, đại đội sau 1-2 năm tham gia chiến đấu, như đồng chí ở đại đội Thuận Thành, như đồng chí Đại, đồng chí Liện, đồng chí Sịch, đồng chí Nai chẳng hạn. Kính thưa các đồng chí, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ lâu dài và đắt khổ của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo, đã giành được nhiều thắng lợi vĩ đại bằng cuộc tổng tấn công đại thắng mùa xuân năm 75, kết thúc bằng chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Cả nước mừng vui khôn xiết, đất nước thống nhất, Nam Bắc sum họp một nhà như Bác Hồ đã từng mong ước. Có vui chung nhưng cũng có những nỗi buồn riêng, thắng lợi nào mà chẳng có bất mát hy sinh. Đại đội 3 Thuận Thành khi vào chiến đấu có hơn 100 đồng chí, Hòa Bình có 31 đồng chí hy sinh, có đồng chí đến gần ngày giải phóng lại hy sinh như đồng chí Trần Đình Cảm ở xã Thí Quả, hy sinh lúc 10 giờ 30 ngày 26 tháng 4 khi cắt cầu Cổ May và diệt tàu không cho địch chặn ra biển. Chiến tranh kết thúc, hầu hết anh em đều mang trên người thương tích bệnh tật của chiến tranh. Kính thưa các đồng chí, đất nước được thống nhất, cách mạng đã chuyển ra giai đoạn
xây dựng bảo vệ Tổ quốc. Với bản chất anh bộ đội Hồ, nhiều anh em lại lao vào cuộc chiến đấu mới trên mặt trận sản xuất nông nghiệp. Một số các đồng chí về địa phương được giao những chức vụ quan trọng làm bí thư đảng ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân xã, trưởng phó các ban ngành của xã. 100% các đồng chí đều được nhà nước tặng thưởng huân huy chương kháng chiến các loại. Khi chiến tranh biên giới phía Bắc xảy ra, một số các đồng chí đã hăng hái tòng quân tái ngũ chống tàu. Nhiều đồng chí có con em lên tuổi nghĩa vụ quân sự đã động viên con em lên đường phòng quân giết địch. Một số các đồng chí còn lại quân đội đã chuyển ngành, còn ở lại quân đội và chuyển ngành đều hoàn thành tốt nhiệm vụ trước khi về hưu, đều là cán bộ cao cấp của đảng, của quân đội và lãnh đạo của quốc, của cơ quan đơn vị và nhà nước. Như đồng chí Đại là báo cáo cao ký là đơn vị ta có đồng chí Đại là trước khi về hưu đồng chí là đại tá giám đốc công ty Việt Bắc của Bộ Quốc phòng. Hôm nay đồng chí cũng về dự với hội nghị. Rồi báo cáo cao ký là trong cái số hội viên của hội có những số đồng chí đã trưởng thành trong các cơ quan nhà nước, những chức vụ quan trọng như đồng chí cũng đang trưởng bác sĩ chuyên khoa 2, trưởng khoa ngoại của bệnh viện đa khoa Bắc Ninh, hay đồng chí Đàm Viết Dũng là trưởng khoa của trường sư phạm Bắc Ninh. Một số các đồng chí khác như đồng chí Tùng đang hiện nay đang ở trong miền Nam. Báo cáo các đồng chí. Thưa các đồng chí, kỷ niệm một kỷ niệm mà đại đội 3 vẫn giữ được là năm 1977. Tập hợp được nguyện vọng của một số đồng chí thi cốt, một số đồng chí thi cốt đã đứng ra vận động và thành lập hội đồng ngũ. Bước đầu có 14 đồng chí tham gia. Hội đã xây dựng được quy ước hoạt động, từ đó gây lên tiếng vang, nên số hội viên năm sau cao hơn trước. Cho đến nay số hội viên vẫn duy trì được gần 40 đồng chí. Hội sinh hoạt đều đặn mỗi năm một lần. Nội dung sinh hoạt đa dạng, sinh động, chủ yếu là giúp đỡ, động viên cùng nhau là sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc. Hội đã xây dựng quỹ tài chính từ bản thân hội viên đóng góp và vận động các hội viên có điều kiện ủng hộ. Như đồng ở đây báo cáo các ông chí là một số các ông chí có điều kiện ủng hộ hội. Lâm số bình quân tiền đầu người là 500.000 một người. Hàng năm ban liên lạc hội đã tổ chức hàng chục lần thăm hỏi động viên hội viên, thân nhân hội viên ốm đau, cưới hỏi, ma chay với chi phí hàng triệu đồng. Đặc biệt nếu hội viên mất, hội trả lại số tiền đã đóng góp. Ngoài ra còn tổ chức viếng một vòng hoa và là lễ viếng 100.000 đồng. Mỗi hội viên đến viếng làm lễ 50.000 đồng. Riêng thân nhân hội viên mất và hội viên có việc cưới xin, hội đều có kinh phí thăm hỏi chú đáo. Đặc biệt năm 2009, hội đồng ngũ các 7569 huyện Thuận Thành đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 40 năm ngày nhập ngũ. Hội đã được đón tiếp đồng chí Nguyễn Tiến Thuật, ủy viên ban thường vụ huyện ủy, chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự huyện về dự và phát biểu động viên. Hội đã trao 50 kỷ niệm chương cho hội viên và thân nhân liệt sĩ của đơn vị. Từ năm 2013 đến 2016, hội tổ chức trao bằng phúc thọ cho 34 đồng chí hội viên đủ 65 tuổi, mỗi đồng chí một túc trướng bằng đồng trị giá 300.000. Và từ năm 2019, mỗi đồng chí 70 tuổi được tặng một cái phích dạng đông 2,05 lít. Và tại buổi lễ kỷ niệm 50 năm ngày nhập ngũ hôm nay, hội đồng ngũ tháng 7 năm 1969 tặng mỗi đại biểu về dự một bộ ấm pha trà trị giá 175.000. Kết quả này là sự chung tay góp sức của hội viên và sự cố gắng vận động điều hành của ban liên lạc, đặc biệt là có sự giúp đỡ tài trợ của một số các đồng chí như đồng chí Nguyễn Văn Đại, đồng chí Vũ Đăng Cường và một số đồng chí khác. Kính thưa các đồng chí, ngoài những nội dung sinh hoạt trên đây, hội đồng ngũ tháng 7-69 còn tổ chức tập hợp thông tin liệt sĩ. Đơn vị đã tổ chức giúp đỡ cho các gia đình liệt sĩ đi tìm bốc cất hài cốt liệt sĩ
đưa về quê hương an táng được 27 trường hợp, gia đình được gia đình và địa phương ca ngợi. Tranh thủ sự giúp đỡ của một số đồng chí có điều kiện và một số cơ quan ban ngành, ban liên lạc kết hợp tìm kiếm liệt sĩ và tổ chức cho hội viên đi thăm lại chiến trường xưa, những địa bàn mà anh em đã chiến đấu mấy chục năm về trước như ở Quảng Nam, Quảng Ngãi, đặc biệt là tỉnh Bình Định, nơi gắn bó máu thịt với anh em, nơi mà nhiều anh em gọi là quê hương thứ hai của mình, nơi mà đơn vị chúng tôi cùng với quân dân địa phương chiến đấu giữ từng đất đất, từng bờ tre và ruộng, nơi mà có những bà mẹ đã dùng sữa nuôi con của mình cho thương binh uống khi bị thương nặng, nơi mà hàng trăm đồng đội thân yêu của chúng tôi đã gửi chọn tuổi thanh xuân mãi mãi ở nơi này. Thưa các đồng chí, những chuyến đi ấy đều được các đơn vị chính quyền địa phương đón tiếp rất ân cần và chú đáo, như Tổng Công ty Viettel ở Đà Nẵng, các cơ quan chính quyền của các huyện Hoài Nhơn của tỉnh Bình Định, đặc biệt là cán bộ và nhân dân hai xã Hoài Châu và Hoài Châu Bắc, họ coi anh em như người thân đi xa mới về. Đoàn còn được một số các đồng chí lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng đón tiếp và mời cơm riêng. Một số gia đình, bạn bè, anh em, đồng đội ở Bà Rịa, Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh đón tiếp rất chú đáo và trọng thể. Xuân ấy ra đi từ mái tranh nghèo, có người lính mùa thu ấy ra đi từ đó không về, dòng tên anh khắc vào đá núi, mây ngàn hoa bóng cây tre, chiều biên cương trắng trời sương núi, mẹ già mỏi mắt nhìn theo. Việt Nam ơi, Việt Nam, núi cao như tình mẹ, bốn mùa tóc bạc nỗi bóng cây tre, chiều biên cương trắng trời sương núi, mẹ già mỏi mắt nhìn theo. Việt Nam ơi, Việt Nam, núi cao như tình mẹ, bốn mùa tóc bạc nỗi thương con. Cháy lên màu hoa đỏ phía
đất nước tôi thon thả giọt đàn hầu nghe dịu nỗi đau của mẹ ba lần tiễn con đi hai lần khóc thầm lặng lẽ các anh không về mình mẹ lặng đi đất nước tôi đất nước tôi đất nước tôi từ thuở còn nằm nôi sáng chăn bão giông chiều ngăn nắng lửa lao sao chưa hè một giọng ca dao lao sao chưa hè một giọng ca dao xin hát về người đất nước ơi xin hát về mẹ tổ quốc ơi suốt đời lam lũ thương lũy tre làng bãi dầu bên nước yêu trọn tình đời muối mặn gừng cay xin hát về người đất nước ơi xin hát về mẹ tổ quốc ơi mấy mùa không ngủ ngăn bước quân thù phía nam phía bắc vai mẹ lại gầy gánh gạo nuôi con đất nước tôi thon thả giọt đàn bầu nghe dịu nỗi đau của mẹ ba lần tiễn con đi hai lần khóc thầm lặng lẽ các anh không về mình mẹ lặng đất nước tôi, đất nước tôi. Từ thuở còn nằm nôi, sáng chăn bão giông, chiều ngăn nắng lửa. Lao sao chưa hè một giọng ca dao, lao sao chưa hè một giọng ca dao. Xin hát về người đất. Về mẹ tổ quốc ơi táo tần trung thủy như những câu hò lắng trong tiếng sao đêm lạnh giận dịu tiếng mẹ ru con xin hát về người đất nước ơi xin hát về mẹ tổ quốc ơi vẫn còn gian khổ hạt thóc chia đều dẫu no dẫu đói ta bạn vẹn tình đắng ngọt cùng vui đất nước tôi đất nước tôi đất nước tôi sáng ngời muôn thuở khi trăng đã vào cửa sổ
ta về quê hương, quân về trong gió đang dâng chiều lên. Máu thắm đường ta đi lên mồ mỗi giây tình quê ta biết, ta đi theo anh lửa từ trời kim biên. Giữa Trường Sơn rừng vắng núi mù sương, theo đàn mảnh chân bước trên đường. Trên con đường ta đi đúng trao thác xôi mũi rừng vắt núi, ôi miền Nam đó giang tay gọi tới. Núi vượt thành vách lưng nắng hè khét ta rừng quê mất lối, ta đi theo anh quay quân thù buôn phía, con đường nam bắc thiêng liêng tình nghĩa. Nơi chân trời đang dâng sắc hồng đang lan lòng ta như nắng, ta đi theo anh lửa từ trái tim mình. Con đường đi lửa máu theo từng giây, chiến hàng vào làm nghĩa tên này. Mỗi thước đường vươn xa chuyên hàng ta vô góp phần chiến thắng, tâm lòng miền Bắc đang trông chờ ta. Tiếng rơi cờ chiến thắng quyết thành thống nhất đời cao tiếng hát, ta đi theo anh lửa từ trái tim mà mưa cứ rơi, gió cứ gào cứ thét, mà cứ thăng hàng ngang hàng dọc hết giặc rồi, sao không dậy mà vui. Tôi gọi mãi sao không ai trả lời, lạnh trắng một màu cắt da cắt thịt. Tổ quốc sum vầy các anh đâu hết, cứ vô tình hay dòng hay chơi. Đồng đội ơi, dù năm tháng không nguôi, xin hãy để cho tôi được khóc với những ngôi mộ có tên không tên, hàng ngang hàng dọc, vì chúng tôi là đồng đội của nhau. Đồng đội ơi, chiều trăng xóa những linh hồn trắng, mây trắng bay và bướm trắng chắp chờn hương khói trắng, lòng ta trắng lặng. Đồng đội ơi, chắp bề mơ cứ rơi, gió cứ gào cứ thét,
mà cứ thăng hàng ngang hàng dọc hết giặc rồi, sao không dậy mà vui. Tôi gọi mãi sao không ai trả lời, lạnh trắng một màu cắt da cắt thịt. Tổ quốc xung vầy các anh đâu hết, cứ vô tình hay giang hay chơi. Đồng đội ơi, dù năm tháng không nguôi, xin hãy để cho tôi được khóc với những ngôi mộ có tên không tên, hàng ngang hàng dọc, vì chúng tôi là đồng đội của nhau. Đồng đội ơi, chiều trăng xa những linh hồn trắng, mây trắng bay và bướm trắng chấp chờn, hương khói trắng lòng ta trắng lặng. Đồng đội ơi, chớp về mưa nguồn, hương khói trắng lòng ta trắng lặng. Đồng đội ơi, chớp về mưa nguồn. Trong đó có ban liên lạc tiểu đoàn 5 trung đoàn 12 trung đoàn 3 cao bằng. Ở đây báo cáo các chí là trong những lần thăm chiến trường ấy thì có một số đồng đội, một số địa phương có tiếp anh em tiếp thật chú đáo. Kính thưa các đồng chí, trong buổi họp mặt long trọng kỷ niệm 50 năm ngày nhập ngũ Hội đồng ngũ tháng 7 năm 1969 huyện Thạch Thành, tỉnh Bắc Ninh, tưởng nhớ đến Bác Hồ kính yêu của dân tộc ta vĩnh viễn ra đi. Đến nay cũng tròn 50 năm Bác Hồ ra đi, khi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của ta đang ở cao trào cách mạng sục sôi, Mỹ và chính quyền Sài Gòn đang từng bước bị cô đau và phải ngồi vào bàn đàm phán. Bác Hồ ra đi, đơn vị chúng ta đã tổ chức nghiêm túc lễ truy điệu Bác Hồ và phát động thi đua thực hiện di chúc của Người. Hôm nay tại lễ tưởng niệm tại nhà tưởng niệm Bác Hồ, thôn Ngọc Tỉnh, xã Trung Hiếu, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, cách đây 61 năm về trước, năm 1958, trong khi đi thăm và động viên dân công trên công trường thủy lông Bắc Hưng Hải, Bác đã dừng chân nghỉ tại đây. Hội đồng ngũ tháng 7 năm 1969 huyện Thạch Thành vô cùng phấn khởi kính báo với Bác rằng chúng cháu những chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam đã hoàn thành nhiệm vụ của chiến sĩ giải phóng quân, xứng đáng anh bộ đội Cụ Hồ và đã và đang hoàn thành nốt nhiệm vụ của công dân nước Cộng hòa Dân chủ Việt Nam. Kính thưa các đồng chí, 50 năm là một chặng đường dài, nó chứa đựng rất nhiều những thay đổi lớn lao của con người và xã hội. Trong thời gian ngắn ngủi này, cho phép tôi được thay mặt cho ban liên lạc điểm lại một số kỷ niệm đáng nhớ nhất của người lính và người lính về với đời thường. Tại buổi lễ long trọng này, thay mặt cho Hội đồng ngũ tháng 7 năm 1969, xin kính chúc các đồng chí đại biểu của địa phương Tôn Ngọc Tỉnh, xã Trong Liễu, Đảng ủy ban xã Trong Liễu, các đồng chí ban liên lạc tiểu đoàn và các đại đội, tất cả các đại biểu về dự buổi gặp mặt hôm nay, sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Xin hết, cảm ơn. Kính thưa các đồng chí, 50 năm là một chặng đường dài, nó chứa đựng rất nhiều những thay đổi lớn lao của con người và xã hội. Trong thời gian ngắn ngủi này, cho phép tôi được thay mặt cho ban liên lạc điểm lại một số kỷ niệm đáng nhớ nhất của người lính và người lính về với đời thường. Tại buổi lễ long trọng này, thay mặt cho Hội đồng ngũ tháng 7 năm 1969, xin kính chúc các đồng chí đại biểu của địa phương Tôn Ngọc Tỉnh, xã Trong Liễu, Đảng ủy ban xã Trong Liễu, các đồng chí ban liên lạc tiểu đoàn và các đại đội, tất cả các đại biểu về dự buổi gặp mặt hôm nay,
sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Xin hết, cảm ơn. Kính thưa các đồng chí đại biểu, kính thưa toàn thể các đồng chí trong hội, hôm nay kỷ niệm 50 năm ngày nhập ngũ của C3459, tôi có làm một cây nhà lá vườn, tôi làm một đoạn thơ để chúc mừng hội nghị. Cùng quân giải phóng miền Nam, mưa bom báo đạn gian nan trắng sờn, hy sinh giành lại Giang Sơn, tự do độc lập công ơn đời đời. 37 năm giải phóng rồi, tức là năm nay là 44 năm, 37 năm giải phóng rồi, quân dân phấn khởi biển trời của ta, đất nước một dải sơn hà, hòa bình thống nhất trở ra đời thường. Người về cán bộ quê hương, người làm kinh tế thương trường say mê, người ở quân đội chính quy, người còn nằm lại biệt ni không về, người thân lệ gió tràn trề, tâm linh liệt sĩ hỏi về được chăng. Bác cay chua ngọt đã từng, bây giờ gặp lại vui mừng biết bao. Người làm việc thấp việc cao, cao thấp xếp lại trao nhau chữ tình, đồng ngũ như một gia đình, không chung giọt máu chung tình anh em. Chưa gặp nhau cảm thấy buồn, gặp lại phấn khởi trẻ thêm không già. Chúc cho đồng đội chúng ta luôn luôn mạnh khỏe để mà gặp nhau. Gặp nhau tâm sự dài lâu, khó khăn khắc phục cùng nhau giữ gìn. Chúc cho hạnh phúc gia đình, an khang thịnh vượng mối tình mãi tươi. Kính thưa các đồng chí đại biểu, buổi lễ kỷ niệm 50 năm ngày hội đồng ngũ của huyện Thuận Thành đã kết thúc thành công tốt đẹp. Có được buổi lễ trong đài này, ban liên lạc của hội đồng ngũ huyện Thuận Thành xin chân thành cảm ơn Đảng ủy, Ủy ban nhân xã Song Liễu, các ủy chính quyền thôn Ngọc Kính đã tạo điều kiện địa điểm cho chúng tôi tổ chức. Cảm ơn các đồng chí trong ban liên lạc tiểu đoàn 459 Bắc Ninh, các đồng chí ban liên lạc các đội địa bàn và các vị đại biểu khách quý không ngại xa xôi đã về dự. Cảm ơn tấm lòng của các mạnh thường quân như đồng chí Đại đã tài trợ cho 3 triệu, đồng chí Tưởng đã tài trợ cho hội 3 triệu, đồng chí Thành đã tài trợ cho hội 2 triệu và một số đồng chí khác như đồng chí Long 500.000, đồng chí Toán 500.000 và một số đồng chí khác góp phần cho buổi lễ của chúng ta thành công tốt đẹp. Ban tổ chức xin cảm ơn cụ Điệp, Đinh Dũng đã giúp cho buổi lễ kỷ niệm ghi lại những hình ảnh để lưu lại sau này. Cảm ơn Cháu Thán đã hỗ giúp hội chúng tôi về âm thanh, bàn ghế cho sinh hoạt.
cảm ơn bà Đoan và đội văn nghệ thôn Tam Á đã giúp hội chương trình văn nghệ rất là đặc sắc. Cảm ơn ông Tự Khoán, quản lý khu nhà lưu niệm Bắc Hồ đã giúp đỡ hội chúng tôi. Cảm ơn toàn thể hội đồng ngũ của huyện Thuận Thành đã góp phần cho buổi lễ thành công tốt đẹp. Buổi lễ kết thúc, xin mời các vị đại biểu ra trồng cây lưu niệm. Đừng quên.